Tin Giáo hội Việt Nam, Đại hội Thiếu nhi Thánh thể Việt Nam tại Thánh địa La Vang. Vào các ngày 22 và 23 tháng 8 vừa qua, Thiếu nhi Thánh thể Việt Nam đã tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ 18 tại Thánh địa La Vang với chủ đề Thánh thể nguồn sống. Đây cũng là dịp kỷ niệm 100 năm thành lập của Thiếu nhi Thánh thể Việt Nam. Trước đó, tại các giáo phận, giáo tỉnh trên toàn quốc, cũng đã tổ chức các đại hội huynh trưởng thiếu nhi thánh thể để hướng đến dịp trọng đại này. Thánh lễ khai mạc đại hội được khởi đầu bằng đoàn rước mới thánh giá nến cao, đại diện huynh trưởng của các giáo phận cùng với đoàn kèn của các em thiếu nhi đến từ Hà Nội và sau cùng là các cha và quý đức cha. Chủ tế thánh lễ là Đức Hồng Y Phê -rô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội cùng với Đức Hồng Y, có Quý Đức Cha, Du Xe Nguyễn Chí Linh, Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, An Tôn Vũ Huy Trương, phê Nguyễn Văn Viên và Quý Cha Tuyên Úy Thiếu Nhi Thánh Thể các cấp. Mở đầu Thánh lễ, Đức Hồng Y gợi lên ý nghĩa của Thánh lễ hôm nay là mừng kính Đức Maria Trinh Nữ Vương. Trong bài chia sẻ, Đức Cha An Tôn Vũ Huy Trương cùng với Cộng đoàn Phụng Vụ, Đức Cha An Tôn Vũ Huy Trương cùng với Cộng đoàn Phụng Vụ đã cùng nhau cất lên lời kinh lạy nữ vương. Kết thúc lời kinh, Đức cha gửi lại hình ảnh của mẹ Maria như hòm bia thiên chúa và mời gọi các huynh trưởng nhìn lên gương Đức mẹ Maria là đấng đã tin và đã hy vọng vào Chúa Giêsu con của mẹ. Đức cha đã gửi lại cho cộng đoàn về cuộc đời gắn bó với con của mẹ, qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời và nhất là trên đỉnh đồi thập giá để kết Đức cha An mời cộng đoàn hãy nhìn lên mẹ và noi gương mẹ. Thánh lễ khai mạc khép lại trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Các huynh trưởng bước vào các sinh hoạt sôi nổi của đại hội như văn nghệ, diễn nguyện, học hỏi, giao lưu và nhiều sinh hoạt khác. Đại hội Thiếu Nhi Thánh Thể Toàn Quốc thật sự trở nên điểm quy tụ tình hiệp nhất, lưu lại những dấu ấn và hiệu quả thiêng liêng cho các huynh trưởng.